đoán xem ai là bạn gái anh. Đừng tin họ. Tôi mới là bạn gái anh. Tôi đi, ba cô này trông giống hệt nhau. Ai mới là bạn gái? Ở giữa. Ngay cả bạn gái của mình cũng có thể nhận sai. Vậy thì hãy ở lại với chúng tôi. Thả bạn gái tôi ra. Hãy chơi một trò chơi. Lát nữa chỉ cần bạn có thể nhận ra bạn gái là thả ra. Các cậu, đoán xem ai là bạn gái anh. Tôi nhớ bạn gái tôi có mái tóc nâu. Đây là giúp tiểu ca tìm được bạn gái thật sự. Mấy vòng sau phải xem kỹ. Ngón tay út và ngón áp út của anh ấy. Khâu này ở giữa. Bạn gái của anh ta tóc nâu, cái này bên phải. Tay bạn chặn quá thấp, chắc chắn là gian lận rồi. Đoán xem ai là bạn gái anh. Tôi nhớ chân bạn gái tôi bị thương. Bên trái cái này tôi đi qua khe đó. Tóc anh ấy màu đỏ. Cho nên cái bên trái không phải. Bạn gái hắn từng bị thương. Vậy thì rõ ràng cái bên phải vừa bị thương cũng không phải. Cho nên là cái ở giữa. Lần này tay bạn giơ quá cao, chắc chắn bạn có thể nhìn thấy. Vòng này không tính. Lại đây. Đoán xem ai là bạn gái anh. Tôi nhớ bạn gái tôi có vết bớt trên thắt lưng. Trên eo có vết bớt. Tóc ở giữa là màu nâu. Cho nên người ở giữa là bạn gái của anh ta. Bạn lén để lại ngón tay. Vòng này không tính. Và đoán xem ai là bạn gái anh. Tôi nhớ bạn gái tôi bị ngã khi đi giày cao gót. Tôi vừa nhìn thấy từ khe hở đó. Tóc bên trái là màu nâu. Cho nên người run rẩy là bạn gái của anh ta. Tôi có thể đoán được. Vòng này không tính. Và đoán xem ai là bạn gái anh. Đừng tin họ. Tôi mới là bạn gái anh. Thực ra ba người này đều không phải là bạn gái của anh. Bạn gái nó ở dưới gầm giường. Có thể thấy chúng tôi không phải là bạn gái của anh. Mày thắng rồi. Em yêu, anh biết em có thể làm được mà. Phía sau có một cái van đinh chỉ ngón tay cho họ. Tôi chỉ là một cô gái mạnh mẽ. Người ta chỉ là một cô gái yếu đuối. Anh ơi, em thô hơn là cái bên trái. Hắn là bát giới. Đừng quên cá cược có thể có suy nghĩ xấu gì không. Đây là bát độc lẫn trong ruột và dạ dày. Bát giới, ta muốn về Quảng Hàn Cung. Ở đây còn có giúp. Đừng cho Trang E, cho người này. Đây là màu gì? Đây là màu đỏ. Màu trà sữa quế. Quá đơn giản. Không biết là cái bên trái. Đừng quên heo có thể có tâm tư xấu gì không. Nhóm tiếp theo. Tôi muốn về Quảng Hàn Cung. Đây còn có rượu của Ngô Cương. Cũng đừng cho cả hai. Cho người này. Đầu tôi đau quá. Tôi muốn khiếu nại bạn thiếu tên. Đồng nghiệp của tôi Ngô Cương mỗi ngày đều chặt lá. Tiếng ồn này đã miễn dịch từ lâu rồi. Đau đầu là cái bên trái. Hắn là bát giới. Sai lầm, ở lại có thể có tâm trí xấu gì không? Nhóm tiếp theo. Tôi muốn về Quảng Hàn Cung. Đây còn có rượu quế và rượu cho hai người họ. Lễ hội giữa mùa thu, hương thơm vàng. Đương nhiên phải cùng với rượu hoa quế của người cung chúng ta. Chúng thu uống rượu gì cũng giống nhau sao? Uống rượu gì cũng giống nhau, là bát giới. Sai lầm, ở lại có thể có tâm trí xấu gì không? Nhóm tiếp theo. Tôi muốn về Quảng Hàn Cung. Đây còn có một cái gương soi yêu quái. Tôi đẹp, tôi cũng đẹp. Bắt bỏ, bạn đừng quên. Sống có thể có suy nghĩ xấu gì không? Nhóm tiếp theo. Tôi muốn về Quảng Hàn Cung. Trên tường này còn có cung tên là của Hồng Nghệ. Tiên nữ cũng muốn về cung tên sao? Hồng Nghệ ca ca, ta rất nhớ ngươi. Ngay cả Hồng Nghệ cũng không biết. Đi thôi. Sống có thể có suy nghĩ xấu gì không? Nhóm tiếp theo. Tôi muốn về Quảng Hàn Cung. Lấy con thỏ ngọc trên mặt trăng bên ngoài. Nguyệt cung rời khỏi hắn thì không được. Hương thơm tươi cay làm thỏ ngọc thành cay rồi. Lại mua cái này đừng quên. Sống có thể có suy nghĩ xấu gì không? Nhóm tiếp theo. Tôi muốn về Quảng Hàn Cung. Bên ngoài còn có một bữa bánh trung thu. Cho chúng ăn đi. Tôi chỉ là ăn nhiều hơn một chút. Có gì lạ vậy? Có chút mạng không ăn được nữa. Ăn bánh trung thu đều ăn xong là bát giới. Sai rồi, cá cược có thể có suy nghĩ xấu gì không? Bắt hết rồi. Làm tốt lắm. Thiên gia đều nhớ công lao của ngươi. Chờ thăng chức và tăng lương đi. Giúp bà nội trở thành chữ si của múa vuông. Bắt âm thanh và quạt. Tránh gà rán và vỏ chuối. Vỏ chuối làm người ta trượt ngã. Gà rán có thể khiến người ta béo lên, tránh nó ra. Bây giờ là 3.030 dấu cộng 70.100. Vứt cây gậy đi, bây giờ có thể đứng lên rồi. Tránh gà rán và vỏ chuối. Chỉ nhận quạt và loa. Vỏ chuối và gà rán đừng ăn. Giờ thì nhảy được rồi. Tiếp tục lấy loa và quạt. 180 tránh. Gà rán và vỏ chuối đừng chạm vào một cái. Chạm một lần thì thất bại.
Trên tay có thêm một cái quạt. Tránh. 250 tiếp tục né tránh. Âm thanh quạt. Tránh. 260, 260 nhân 2520. Mặc một cái trang điểm hình như trẻ hơn không ít. Trở lại tuổi ra đi. Tiếp tục đi, tôi đoán lát nữa sẽ trẻ hơn. Tôi đi. Tóc trắng chuyển sang tóc đen rồi. Cái này lập tức trẻ hơn 40-50 tuổi. Tránh. Rất nhiều vỏ chuối. Có phải chuột nó không? Tránh. Thay quần áo đi. Đổi một bộ quần áo rồi. Tiếp tục ấn tượng quạt này tránh. Đổi áo rồi. Lát nữa nên đổi quần phải không? Bắt âm thanh quạt. Sau đó chọn cái bên trái. 976 đổi váy khác. Tiếp tục quạt. Vỏ chuối nhiều vậy. Âm thanh quạt. Tránh. 1006 sau đó chọn kết nối của 6. Em gái nhảy đẹp quá. Hãy là vũ công chính của chúng tôi. Trước khi xem tiếp video, đừng quên like và theo dõi kênh Lin Game Nhảy Các Tình Yêu ơi. Giúp anh ta nâng cao tầm nhìn, phải tránh dép lê. Ăn chuối dưa chuột. Sau đó chọn bên trái cái này đẹp quá. Cô có mắt nhìn. Tầm nhìn giá trị 165. Tránh phân. Ăn dưa chuột ăn chuối. Sau đó chúng tôi chọn cái bên trái. Cô có mắt nhìn. Bây giờ giá trị tầm nhìn là 330. Ăn dưa chuột và chuối. Tránh phân và dép. Giá trị mắt của 490 chọn cái bên phải. Cô có mắt nhìn. Không tệ chứ. Tránh ăn chuối. Tránh dép ăn chuối. Tránh. Tầm nhìn giá trị 615. Cái bên trái đẹp lắm. Chàng trai không muốn cố gắng nữa sao? Vẫn là một phụ nữ giàu có. Tránh ăn dưa chuột. Ăn dưa chuột. Tránh cái này bên phải phía sau. Chàng trai không muốn cố gắng nữa sao? Tầm nhìn 825. Ăn dưa chuột. Chuối, chuối, nhóm cuối cùng và một lon. Anh kính nghiêm chọn thẻ công viên nước muối gói bạn hài lòng. Hôm nay đến công viên nước chơi thật là kiếm lời. Xác định một loài cải trang thành con người. Tối qua bị muỗi đốt. Túi này không nhỏ đâu. Chán hôm qua bị ruồi cắn. Ruồi có cắn được không? Tại sao lại bắt tôi? Người ta là muỗi, ngươi là ruồi. Này, thiếu một cái tàng hình. Từ nhỏ tôi có cảm giác tồn tại tương đối thấp. Cảm giác tồn tại so sánh cái này minh bạch. Tôi bị bệnh trong suốt. Sao lại bắt tôi vào suy nghĩ một chút là biết rồi. Mê mơn, cô gái này, ánh trăng phơi quá nhiều rồi. Dâu xanh, anh ấy màu đen. Từ nhỏ tôi đã như vậy. Tại sao lại bắt tôi? Nếu mày đen, tao sẽ không bắt đâu. Chị gái này. Không, tôi vừa nói là anh không sao. Hắn tham gia cá mít đánh con. Cái này tôi thật ra là một tên cô si. Tại sao bạn lại bắt tôi? Tôi chỉ muốn bắt anh thôi. Chị gái mặc quần áo màu xanh lá cây này. Độ ẩm dưới lòng đất của nấm tương đối nặng. Toàn thân dài rồi. Ôi, tôi đi đây. Màu da được sinh ra. Tôi thấy hai người đều không đáng tin cậy, nhưng bắt nấm trước đi. Sao lại bắt tôi? Bạn đã mọc nấm rồi. Chị ơi, mắt tôi bị cận thị. Tại sao mắt cận thị lại khác với bạn? Tôi bị đục thủy tinh thể nặng. Cái này không đáng tin cậy nhất thì bắt hắn. Sao lại bắt tôi? Nhìn vào mắt cô kìa. À còn có một cô em gái nữa. Tôi đi đến cánh tay kỳ lân. Tôi thuận tay trái. Hắn thuận tay trái. Cái này, ôi, uốn cong rồi. Hôm qua tập thể dục quá mức. Bây giờ hai tay đều mềm nhũn. Vậy nhất định phải bắt hắn. Sao lại bắt tôi vào? Phản ánh công việc hôm nay đã xong rồi. Báo cáo với lãnh đạo đi. Báo cáo tốt lắm. 100 triệu lê cũng không vào được. Nhưng hình như anh cũng có chút vấn đề.